Bạn có biết lực cánh tối đa mà con người có thể gây ra? Nó chỉ khoảng 160 sai. Bạn có thể cảm thấy đau hoặc da của bạn có thể bị tổn thương nặng bởi một vết cánh của con người. Câu hỏi đặt ra là, nếu bạn bị cắn bởi một loài động vật có lực cắn gấp 10 đến 20 lần so với con người. Sau đây là danh sách 10 động vật có chiếc hàm khỏe và nguy hiểm nhất thế giới. 10. Sư tử, lực cánh, 650 sai. Như bạn đã biết, sư tử được coi là vua của rừng rậm. Nhưng, khi kiểm tra lực cánh, loài hổ thua rất xa họ nhà mèo khác. Lực cánh của sư tử chỉ đạt được 650 sai. Lực cánh của sư tử yếu hơn loài mèo lớn khác như báo đốm hay hổ. 9. Hổ, lực cánh, 1050 sai. Loài hổ có trọng lượng lên đến 425 kg, là loài lớn nhất trong họ nhà mèo trên thế giới. Nó mạnh hơn và nhanh hơn sư tử. Với lực cánh 1050 sai của loài hổ là gần gấp đôi so với sư tử. Không giống như sư tử, hổ là một loài vật đơn độc. Chúng sống và săn bắn một mình, ngoại trừ trong mùa giao phối. Sự nhanh nhẹn cùng với lực cánh mạnh có thể làm hạ gục con mồi lớn. Con mèo lớn này cũng không có kẻ thù tự nhiên. Đó là một loài ăn thịt đỉnh cao. 8. Linh cẩu đốm, lực cánh, 1100 sai. Động vật chuyên đi ăn xác thối ở châu Phi. Sự thật là, hầu hết thời gian, linh cẩu đốm tìm thức ăn bằng cách săn bắt. Chúng có hàm răng cực mạnh. Lực cánh của chúng đo được ở mức 1100 sai, mạnh hơn sư tử và hổ. Linh cẩu đốm là một động vật sống theo bầy đàn. Trong nhóm lớn, những con linh cẩu nhằm vào những con mồi lớn như trâu, linh dương đầu bò hoặc tê giác. Vết cánh của chúng đủ mạnh để đè bẹp xương con mồi. Những con linh cẩu đốm cũng có thể ăn con mồi mà không hề để lại xương. 7. Gấu xám Bắc Mỹ, lực cánh, 1200 sai. Gấu xám là một phân loài của gấu nô có ở Bắc Mỹ. Loài gấu lớn này có chiều cao 2,1 mét và nặng 360 kg. Không chỉ có kích thước lớn, gấu cũng có ý thức về khứu giác, móng dài và hàm khỏe mạnh. Với lực cánh 1200 sai, một chú gấu có thể dễ dàng cắn qua một khung sắt hoặc xương. Không nghi ngờ gì, gấu xám là một biểu tượng của sức mạnh. Gấu tấn công con người là rất hiếm, nhưng chúng rất hung hăng. Vì vậy, bạn cần phải rất cẩn thận nếu đi vào lãnh thổ của chúng. 6. Khỉ đột, lực cánh, 1300 sai. Khỉ đột có chiều cao 1,73 mét và nặng 160 kg, là loài lớn nhất trong các loài linh trưởng. Mặc dù kích thước lớn, nhưng chúng rất nhẹ nhàng và nhút nhát. Ngoài kích thước lớn, khỉ đột cũng có hàm răng khỏe mạnh. Lực cánh của chúng là 1300 sai. Bạn có thể hỏi tại sao khỉ đột dịu dàng lại cần chiếc hàm khỏe như vậy? Trước hết, khỉ đột chủ yếu ăn các loài thực vật. Để nhai một số thức ăn cứng như vỏ cây hoặc rễ cây, khỉ đột cần một hàm răng chắc khỏe. Nhưng, răng nanh là điều mà hầu hết mọi người sợ hãi. Chúng sử dụng răng nanh để đe dọa những mối nguy hiểm từ bên ngoài. 5. Hà mã, lực cánh, 1825 sai. Hà mã có lực cánh 1825 sai. Miệng hà mã lớn chứa răng cửa và răng nanh lớn. Những răng nanh và răng cửa này có độ tương ứng là 54cm và 42cm. Chúng cũng làm hàm răng sắc nhọn bằng cách mài. Hà mã sử dụng răng to để chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài. Với trọng lượng lên tới 1800 kg, hà mã có dáng vẻ thô kệch, chân của chúng ngắn. Mặc dù có những đặc điểm cơ thể như thế nhưng, hà mã có thể chạy với tốc độ 30 km/h. Chúng rất hung hăng và hoàn toàn không thể đoán trước. Hà mã sẽ tấn công ngay cả khi không có sự khiêu khích. Đó là lý do tại sao hà mã được coi là một trong những động vật nguy hiểm nhất của châu Phi. 4. Báo đốm Mỹ, lực cánh, 2000 sai. Báo đốm Mỹ có vết cánh mạnh hơn so với các chú mèo lớn khác. Lực cánh của nó vào khoảng 2000 sai, gần gấp đôi so với con hổ. Báo đốm Mỹ là một con vật đơn độc, cuộc sống và săn bắt một mình. Chúng là những thợ săn mạnh mẽ và danh sách con mồi bao gồm nhiều loài động vật. Báo đốm Mỹ thường cắn vào hộp sọ của con mồi. Nói cách khác, vết cánh của báo đốm Mỹ đủ mạnh để xuyên qua hộp sọ của con mồi. Nó thậm chí có thể phá vỡ mai rùa. 3. Cá sấu mõm ngắn Mỹ, lực cánh, 2125 sai. Với chiều dài 3,4 mét và trọng lượng lên đến 455 kg, cá sấu Mỹ là loài bò sát lớn nhất ở Bắc Mỹ. Với hàm cấu tạo đặc biệt cực mạnh, cá sấu Mỹ có thể xé mồi thành miếng. Cá sấu mõm ngắn Mỹ trưởng thành có 75 đến 84 răng. Nếu một chiếc răng bị mòn, nó sẽ được thay thế bằng một cái răng mới. Một con cá sấu mõm ngắn Mỹ có thể thay thế từ 2000 đến 3000 chiếc răng trong cả cuộc đời. Mặc dù cá sấu mõm nhánh Mỹ có hàm răng khỏe mạnh, nhưng chúng mở hàm rất yếu. Bạn có thể dùng tay để đóng miệng cá sấu lại. 2. Cá sấu nước mạnh, lực cánh, 3690 sai. Cá sấu nước mạnh có vết cánh mạnh nhất từng được thử nghiệm. Trong thí nghiệm của nhóm địa lý quốc gia, lực cánh của cá sấu nước mạnh là 3960 sai. Miệng của chúng 40 đến 60 răng to. Các cơ hàm khổng lồ khiến cho cá sấu nước mạnh đáng ngạc nhiên như vậy. Cá sấu nước mạnh là loài bò sát lớn nhất trên thế giới. Một con cá sấu nước mạnh phát triển đầy đủ 6 mét và nặng 1000 kg. Con mồi chính của cá sấu nước mạnh bao gồm là cá, cua, rùa, khỉ và trâu nước. Việc cá sấu nước mạnh có lực cánh khỏe, nó giúp cá sấu nước mạnh bắt được con mồi lớn như trâu nước. 1. Cá sấu sông Nin, lực cánh, 5000 sai. Vết cánh của cá sấu sông Nin cao tới 5000 sai. Cá sấu sông Nin có vết cánh mạnh nhất so với bất kỳ sinh vật sống nào khác trên thế giới. Răng hình nón sắc nhọn cùng với vết cánh mạnh khiến con mồi không thể trốn thoát được. Bằng cách đó, một con cá sấu sông Nin có thể hạ gục bất cứ thứ gì nằm trong tầm. Cá sấu sông Nin là loài bò sát lớn thứ hai trên thế giới. Chúng sống ở các sông, đầm lầy của châu Phi, Sahara. Cá sấu sông Nin trưởng thành có chiều dài 6 mét và trọng lượng lên đến 750 kg. Chúng không có kẻ thù tự nhiên. Cá sấu sông Nin chủ yếu ăn cá, ngựa vằn, lưỡng dương và chim.